Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình, tình duyên. Và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua nhân tướng học của người xưa thì có thể nhận xét được số phận của một con người qua hình dáng bên ngoài của họ. Cụ thể, ông cha ta đã có quan niệm về tướng người nhàn hạ, người có số sướng dựa vào hình dáng khuôn mặt mỗi người và biểu hiện nhân cách lời nói sẽ toát lên được số phận người đó. Trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu cách phân biệt tướng người có hậu vận tốt đẹp. Nốt ruồi trên trán. Xem bói nốt ruồi cho biết đây là dấu hiệu của một người phụ nữ đoan trang, thủy mị, nết na. Bên ngoài họ khá nhút nhát, ít nói, nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim khao khát tình yêu. Tâm hồn họ lúc nào cũng lãng mạn và tràn đầy sự sống, lạc quan, yêu đời. Những người này luôn có sức hấp dẫn, cuốn hút kỳ lạ, khiến cho đối phương không thể rời mắt. Họ biết cách phát huy những điểm mạnh trong con người mình, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đó là điều gây ấn tượng mạnh đối với nam giới. Nốt ruồi phía cuối chân mày. Nốt ruồi trên mặt phụ nữ ở vị trí cuối chân mày thường đem lại may mắn về tình duyên. Họ sẽ sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời và xây dựng được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sau khi kết hôn, sự nghiệp cũng được thăng tiến, phát triển như ý muốn. Những người này thường có lối sống khá phóng khoáng, họ khéo léo trong cách kiểm soát tình cảm và mối quan hệ vợ chồng, không bao giờ khiến đối phương cảm thấy gò bó, mất tự do. Đó chính là chìa khóa giúp những cô nàng này duy trì được tình yêu lâu dài hòa hợp. Nốt ruồi trên môi. Những cô nàng này yêu cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc phải gắn bó với một ai đó trong cuộc đời. Họ vô tư, hồn nhiên, đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè, người thân xung quanh. Thế nhưng, cũng có một ngày tình yêu bất ngờ đã đến và khiến cho cuộc sống của họ thay đổi tất cả. Những người này chìm vào tình yêu tha thiết, say đắm. Họ có thể khiến nam giới chết đứng bởi sự hồn nhiên vô tư của mình. Nốt ruồi trên môi là đại diện cho sự quyến rũ chết người mà cô nàng này đang sở hữu. Dù sau khi kết hôn, xung quanh họ vẫn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, thế nhưng những người này toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nốt ruồi dưới khóe mắt trái. Những cô nàng này có đời sống tình cảm vô cùng phong phú, lãng mạn. Họ luôn mơ về những câu chuyện trong cổ tích với chàng hoàng tử đang cưỡi ngựa đi về phía mình. Trong cuộc đời, sẽ có những lần họ phải trải qua thất bại trong tình duyên bởi không tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, người trong mộng của cô nàng đã xuất hiện. Họ sẽ có đời sống tình cảm hòa hợp, hạnh phúc và lâu dài. Nốt ruồi phía trên khóe miệng. Là người phụ nữ khéo léo trong việc giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh. Nếu sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng, bạn sẽ khiến cho đàn ông chết mê, chết mệt với sự thông minh, tài giỏi và quyến rũ của mình trong mọi tình huống. Sau khi kết hôn, những người này chăm lo cho chồng con một cách chu đáo, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của người phụ nữ gia đình. Cũng bởi vậy mà họ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Trên khuôn mặt, trán là bộ phận quan trọng. Đây là điểm đầu tiên người ta nhìn thấy khi tiếp xúc và cũng là nơi thể hiện một phần trí tuệ, sự thông minh của một người. Theo quan niệm tướng học Á Đông, khuôn mặt được chia thành 3 phần, thượng đình, trung đình và phần hạ đình. Phần thượng đình là khoảng tính từ chân tóc đến khoảng giữa hai đầu lông mày. Trán là bộ phận quan trọng của thượng đình. Theo sách Nhân Tướng Học, trán là bộ phận bao bọc phía ngoài của phần tiền não bộ, vì tiền não bộ được y giới công nhận là phần chủ về trí tuệ, sự cấu tạo của tiền não bộ và hình dạng của trán có liên quan mật thiết với nhau. Tùy vào độ rộng hẹp nông sâu của hình dạng trán mà ta có thể đoán một phần tính cách, trí tuệ và vận mệnh của một con người. Dưới đây sẽ là một số tướng trán điển hình mà ta hay gặp. Trán chữ M. Trán chữ M có nghĩa là phần trán và đường môi của chân tóc phối hợp tạo thành hình chữ M. Đây thường được gọi là vầng trán của nghệ sĩ. Theo nhân tướng học thì những người có kiểu dáng trán chữ M thì chứng tỏ họ là người có khả năng sáng tạo phong phú và có trí tưởng tượng dồi dào. Họ biết tận dụng khả năng của mình vào mọi ngành nghề trong cuộc sống. Đây là những người thích hành động, phiêu lưu, tìm tòi và khám phá những cái mới. Họ có nhiều ý tưởng hay ho và có một trí tiến thủ mạnh mẽ, luôn tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình vào học vấn và tư duy. Chính bởi vậy nên họ thường gặt hái được thành công, giàu sang, phú quý.
gọi là vầng trán nghệ sĩ bởi những người có trán chữ M chủ yếu là những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, tác giả hay kỹ sư tin học. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các lĩnh vực khác nhau như là thiết kế hay là lên kế hoạch cho công ty và đạt được nhiều thành công mỹ mãn. Nếu trán chữ M kết hợp thêm phần xương trán gồ lên, nổi rõ thì người này sẽ đạt được thành tựu trong sự nghiệp, song nếu ngược lại thì mọi việc chỉ đạt ở mức độ bình thường. Những người đàn ông có trán hình chữ M có tính xấu là họ thiên về lý tính và rất ngoan cố cố chấp. Họ giữ lập trường của mình đến mức bảo thủ và không chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác. Do đó, họ sống thiên về lý tính và hành động, bởi vậy nên mọi suy nghĩ đều nghiêng về hành động lý trí hơn là vấn đề lý thuyết tình cảm. Khi một người có ý chí tiến thủ quá mạnh mẽ, đôi khi sẽ trở thành cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và đôi khi khiến cho tính bản thân mình trở nên mệt mỏi. Song nếu những người này tự biết cách kiềm chế, sửa chữa những khuyết điểm trên của bản thân thì họ đạt được thành công nhiều hơn. Ngoài những người có trán hình chữ M thì có những người vầng trán lại cao, rộng, hẹp khác nhau. Vậy các vầng trán đó thể hiện như thế nào? Trán rộng, người có trán rộng có nghĩa là có bề ngang rộng phẳng, bề cao ở mức trung bình. Đây là kiểu trán của người có tuổi thọ cao, có cuộc sống bình yên và không phải trải qua nhiều sóng gió. Người có vầng trán rộng thấp là người có trí nhớ dai, khả năng ghi nhận các sự kiện cụ thể rất mạnh, tuy nhiên thì óc phân tích và phán đoán không hoàn hảo. Nói một cách tổng quát, những người sở hữu kiểu trán rộng có khả năng phát triển kiến thức về chiều rộng nhưng không đủ khả năng phát triển kiến thức về chiều sâu. Khoảng cách từ phần dưới của trán lông mày càng ngắn thì đó lại càng bị khiếm khuyết về trí tưởng tượng của mình. Song nếu khoảng cách này quá rộng so với toàn bộ trán thì người này lại gặp phải vấn đề thừa trí tưởng tượng hay sống mơ mộng và thiếu thực tế. Những người có vầng trán này thường thành đạt trong sự nghiệp, tuy nhiên mức độ thành công của họ không lớn, chỉ nhỏ lẻ. Dưới ngón trỏ có nhiều đường dọc nhỏ, dưới ngón trỏ là gò mọc tinh. Nếu nói về tinh thần tiến thủ, nỗ lực về công danh sự nghiệp của một người, nếu gò mộc tinh nhô cao, khí sắc tươi nhuận thì người này có khả năng xuất ngại cao. Bên cạnh đó, nếu có những đường dọc nhỏ dưới ngón tay trỏ thì dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn cũng sẽ thích nghi được với sự thay đổi và gặt hái được nhiều thành công. Bởi những đường dọc này chính là những đường tiên phong. Những đường này càng rõ nét thì cơ hội thành công của bạn càng cao, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên thì trước khi chạm tay tới thành công, bạn có thể gặp phải những khó khăn trở ngại, nhưng đó đều là thử thách đặt ra cho bạn mà thôi. Đường chỉ tay vận mệnh nằm trên đường chỉ tay sinh mệnh. Đường chỉ tay vận mệnh thường xuất phát từ ngón giữa, được kéo dài theo hướng từ trên xuống dưới, dọc theo bàn tay. Đường này thường rất mảnh, mờ, không rõ và thậm chí có người cũng không có đường chỉ tay vận mệnh. Trong khi đó, đường chỉ tay sinh mệnh là đường bắt đầu từ giữa ngón cái và ngón trỏ kéo dài xuống cổ tay. Nếu đường vận mệnh nằm trên đường sinh mệnh, chứng tỏ bạn là người có ý chí kiên cường, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, bạn cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Một khi vượt qua được khó khăn, con đường sự nghiệp của bạn sẽ luôn rộng mở, tạo dựng được địa vị của bản thân, có tiếng nói trong xã hội. Khi ở nước ngoài, bạn cũng phát triển rất tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Đường chỉ tay sinh mệnh đi từ cổ tay, độ cong rất nhỏ, đi thẳng lên giữa ngón cái và ngón trỏ. Theo cách xem chỉ tay đi nước ngoài, nếu đường chỉ tay sinh mệnh đi từ cổ tay, độ cong rất nhỏ, đi thẳng lên giữa ngón cái và ngón trỏ thì chứng tỏ bạn là người có ý chí mạnh mẽ, có năng khiếu học ngoại ngữ. Vì vậy, bạn nên tận dụng lợi thế này để ra nước ngoài trải nghiệm những điều mới mẻ và trau dồi kiến thức. Bên cạnh đó, bạn nên tham gia vào các lĩnh vực như ngoại giao, môi giới, lãnh đạo để mở rộng giao tiếp, bởi đây là những người có tiềm năng nổi tiếng trên thế giới. Ngoài cách xem số xuất ngoại qua đường chỉ tay, người ta còn xem qua các gò trong lòng bàn tay. Chẳng hạn, nếu như mà gò thái âm tươi tắn, có hình ngôi sao hoặc hình tam giác thì bạn thường gặp may mắn trong quá trình xuất ngoại, gặp được người yêu hay mối lưu duyên tốt. Ngược lại, nếu trên gò thái âm có nhiều nếp nhăn không mịn màng thì quá trình xuất ngoại của bạn khá là tốn kém, đi làm việc không thu được nhiều của cải mang về. Gò thái dương nằm dưới ngón tay đeo nhẫn, nếu gò này nảy nở mịn màng hồng nhuận thì bạn có xu hướng lập nghiệp nơi xa, danh vọng cao nên xuất ngoại sẽ giúp cho bạn phát triển sự nghiệp. Trên đây là một số dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ vô cùng thành công khi xuất ngoại.
Tuy nhiên thì bạn cũng không nên tin hoàn toàn vào cách xem chỉ tay đi nước ngoài, vì cho dù sở hữu những đường chỉ tay này nhưng không nỗ lực, không có chí tiến thủ học hỏi cái mới thì ở đâu cũng sẽ như nhau. Tiếp theo đó là chỉ tay hình chữ X. Những người có đường chỉ tay hình tam giác dù ở bất kỳ vị trí nào đều là dấu hiệu của sự thành đạt xuất sắc về một lĩnh vực nào đó. Nếu là bác sĩ thì đó sẽ là một bác sĩ giỏi, nếu là họa sĩ thì chắc chắn hẳn đó là một họa sĩ có tài. Đặc biệt khi hai hình tam giác đối nhau sẽ tạo thành đường chỉ tay chữ X được gọi là rất hiếm. Theo nghiên cứu, trung bình chỉ có 3% người trên thế giới có sở hữu chỉ tay chữ X. Theo một nghiên cứu về tính cách của những người có chỉ tay hình chữ X của các thầy nhân tướng học từ xa xưa, những người có đường chỉ tay hình chữ X đều có trí tuệ hơn người và khả năng lãnh đạo tài ba, có trí nhớ siêu phàm và lòng vị tha, đôi khi có những ý tưởng tuyệt vời đi trước thời đại. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có đặc điểm trên vận trình trong năm Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn, gia đạo an khang, đó là mệnh chủ tuổi Thìn. Vượt qua năm Phạm Thái Tuế 2019, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều biến động sau những khó khăn vất vả mà trước đó bạn phải chịu đựng. Vào năm 2020 thì tuổi Thìn được các tinh vây quanh, tuy nhiên để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong năm Canh Tý, Thái Tuế Tý Thủy và Thìn Thổ hợp thành quan hệ bán hợp thủy cục giúp tăng tiến tài lộc. Trong năm 2020, con giáp này sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng thuận lợi. Đường tài lộc vượng giáp có lợi cho các dự án, hợp tác kinh doanh, marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành thì tuổi Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy, giúp bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rồng cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điểm báo xung sát cần phải lưu ý, không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án, cũng dễ bị phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt thì con giáp này có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay là vật sắc nhọn gây ra. Trong năm Thái Tuế Tý Thủy nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng tránh tới nơi ẩm ướt tối tăm sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Trong năm nay, mệnh chủ cần mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2020 để đón được những cát lành may mắn cũng như hóa giải những hung họa do Thái Tuế gây ra cho mình. Tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bể nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, Tuế Can Canh Thổ lộ xuất chính tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh. Về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn, để mọi việc được viên mãn hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm tăng thêm thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khiến mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn luôn nỗ lực để gây ấn tượng và chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020, đòi hỏi phải giữ bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận.
Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài, hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cẩn trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân, dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kết tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Tuổi Sửu, mệnh chủ tuổi Sửu và năm Canh Tý có Thái Tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm nay, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không lý tưởng. Học sinh thì tâm trí hỗn loạn, ham chơi, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên không gây ra, khiến mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, Canh Kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi, vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn thì sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít tuổi Sửu trong năm nay thì vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là chỉ thay đổi chức vụ và vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, Sửu. Quý vị thân mến, trên đây là những đặc điểm tốt gắn với số mệnh của người phụ nữ mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm, nhìn người đoán vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng, tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân, người đó là thiện hay ác, sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu tướng không thực sự may mắn thì cũng nên không nên quá lo lắng, số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân ta quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại!